Chào mọi người. Hôm qua át bận bận nguyên ngày, thành ra là chỉ có chiến thành ở rễ với lại Phú Đại Gia nó ngắn, thành ra là át dịch với là quen rồi, thành ra là dịch được. Còn ca thủ chân tu thì có một số bạn thắc mắc là tại sao mà hợp đồng ở rễ không lên hay mà không lên, trong khi ca thủ chân tu thì ra liên liệt. Đó là ca thủ chân tu người ta dịch sẵn, át chỉ việc đọc và up lên cho mọi người thôi, chứ không phải át dịch. Át dịch thì nếu mà dịch kiểu đó đúng thì chênh lệch, nhưng mà không 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 phải áp dịch, có sẵn chứ còn mà hợp đồng ở rễ là áp phải dịch đó. Thì sáng nay là lên cho mọi người một tập rồi bắt đầu làm Honda Ôm, chắc là phải tới 7 giờ tối. 7 giờ tối thì trong thời gian đó thì áp ôm theo máy để mà dịch tiếp, thì có thể thôi nha, không hứa trước, tại vì áp còn cái chính thần ở rễ với lại Phú Đại Gia ở rễ chưa dịch nữa. Thì dịch xong sẽ ăn tiếp một tập hợp đồng ở rễ, nếu kịp thì tối nay lên luôn. Vậy nha. Mọi người cũng đừng thắc mắc ha, tại vì ca thủ chân tu là có người có trang nó dịch, thành ra là ắt cứ thế ắt đọc thôi. Hợp đồng ở phải rễ phải dịch ha. Hợp đồng ở rễ Vương Hán Vệ Uyển Nhi tập 37. Johannesburg. Đây là thành phố có tỷ lệ tội phạm cao nhất thế giới, có 102. Bên dưới sự hối hả và nhịp nhàng nhộn nhịp bề ngoài bao trùm, tội ác bao phủ không cách nào hình dung được. Cướp bóc, trộm cướp, giết người gần như xảy ra từng giây từng phút. Đương nhiên, những tình huống này tuyệt đại đa số phát sinh ở khu dân nghèo, chẳng hạn như các khu đô thị chính nơi người giàu sinh sống thì an ninh sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng là nơi này một khi bộc phát hỗn loạn, tình cảnh tuyệt đối là khu dân nghèo không cách nào so sánh được. Nói không chừng, những người đang đi lại trên đường kia liền có thể móc ra một khẩu súng AK. Tình hình này cũng dẫn đến việc bảo vệ ở Johannesburg rất phát triển. Một số khách du lịch đến đây thậm chí phải đi kèm với vài tên vệ sĩ. Trên khắp Johannesburg có ít nhất hơn 600 công ty về bảo vệ, tất cả đều đến từ trên toàn thế giới, thực lực phi thường hùng hậu. Có thể nói nơi này là vùng đất thích hợp nhất để phát triển ngành bảo vệ, cũng là thiên đường cho lính đánh thuê, vệ sĩ. Ô, về tiểu thư thật là xinh đẹp. Trên con phố náo nhiệt, Caron với hai vệ sĩ trang bị vũ khí dày đặc mở miệng nịnh nọt, sau đó đẩy cửa kính của một quán cà phê cho vệ Uyển Nhi. Vệ Uyển Nhi mang theo Hàn Hiểu Tình, trên mặt mang theo nụ cười lịch sự, còn có trụ tử cùng bản lam cùng nhau vào quán cà phê. Tôi sống ở Johannesburg 2 năm rồi. Carol ngồi đối diện với vệ Uyển Nhi, đưa tay sờ sờ ngực với vẻ mặt sợ hãi. Hoàn cảnh nơi này thực sự là quá tệ, mỗi khu phố đều có bạo loạn. May mắn có gia tộc đã thu xếp vệ sĩ cho tôi. À, vệ tiểu thư, từ khi biết được cô, tôi mới cảm giác vô cùng an toàn. Vệ sĩ của tập đoàn Thiên Vương Bảo An Bảo của cô thực sự là quá ưu tú. Vừa nói một bên vừa nhìn về phía trụ tử cùng bản lam sau lưng vệ Uyển Nhi. Chỉ mới nửa tiếng trước, họ đang dự tiệc cocktail cao cấp, trên đường gặp phải tập kích. Kết quả là hai vệ sĩ của anh ta chưa kịp phản ứng gì thì trụ tử cùng bản lam liền đã phi thân mà ra, ngay lập tức tước vũ khí của ba tên côn đồ, một quyền một tên đánh toàn bộ ngất xỉu. Anh Caron quá khen rồi. Vệ Uyển Nhi phi thường khiêm tốn, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhân viên của tập đoàn Thiên Vương An Bảo đương nhiên rất lợi hại, nhất là chính đại nguyên lão. Lần đầu tiên nàng đi xin việc ở công ty Vệ Uyển Nhi, thế nhưng là đã thấy tận mắt 9 tên ngốc lần lượt nhảy ra khỏi cửa sổ lầu 6 xuống dưới đất. Cái đỉnh cao của sự lợi hại, thần thủ bất phàm. Tôi ở Johannesburg đã lâu và tôi biết rất nhiều người bạn giàu có. Caron vỗ ngực tỏ vẻ tự tin. Về tiểu thư, tôi quyết định giới thiệu tập đoàn Thiên Vương để bọn họ thuê bảo an của cô. À, về tiểu thư, không cần phải cảm ơn tôi đâu. Chỉ cần cô đồng ý với yêu cầu của tôi là có thể cùng tôi xem phim buổi tối nay. Xin tiểu thư đừng lo lắng, chỉ cần xem phim, không làm gì khác. Vệ Uyển Nhi gật gật đầu, có thể tôi vừa nói tới đây đã bị người khác cắt ngang. Một bóng người mạnh mẽ đầy sức sống từ cửa quán cà phê đi vào, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đây là ngài Caron đúng không?
Thực xin lỗi, Uyển Nhi buổi tối không có thời gian. Tôi muốn cùng với nàng cùng một chỗ nhìn cảnh đêm. Là Vương Hán. Trải qua một đêm phi hành suốt đêm, Vương Hán đã đến Johannesburg. Việc đầu tiên là đi tìm vệ Uyển Nhi. Anh biết rất rõ ràng hành trình của nàng. Tìm nàng rất dễ dàng. Đây là vợ của anh. Làm sao có thể để nàng xem phim với những người đàn ông khác được chứ? Thậm chí, nghĩ cũng đừng nghĩ về điều đó. Nếu thích, thì cứ nghĩ về cái rắm đi cho thơm. Vương Hán. Vệ Uyển Nhi lấy làm kinh hãi. Làm sao anh tới được đây chứ? Khi vệ Uyển Nhi nói, Caron cũng kinh ngạc. Hai tên vệ sĩ phía sau đồng thời đưa tay ra, cầm lấy súng lục bên hông, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Đừng căng thẳng như thế. Vệ Vương Hán mỉm cười. Tôi là chồng của Uyển Nhi, Vương Hán. Biết Uyển Nhi ở chỗ này rất vất vả, nên tôi đến đây để đi cùng với cô ấy. Uyển Nhi, em có hài lòng hay không? Có ngạc nhiên hay không? Vệ Uyển Nhi lập tức nhướng mày. Cái anh chồng hợp đồng này không ở trong phòng tập, thật tốt đợi. Tới đây làm gì chứ? Một tuần lễ không gặp, da của anh ta giống như là đã trắng hơn một chút, khí chất cũng có chút biến hóa, giống như là hồi sinh thay da đổi thịt thế. Nụ cười trên mặt có sức cuốn hút phi thường. Ồ, hóa ra là Vương tiên sinh. Caron rất có phong độ thân sĩ, đưa tay ra. Hạn ngộ, may mắn. Vương Hán cùng Caron bắt tay, sau đó quay đầu nhìn về phía vệ Uyển Nhi. Uyển Nhi, chúng ta... Caron, chúng ta cứ tiếp tục đi. Vệ Uyển Nhi mặc kệ Vương Hán có thay đổi gì, trực tiếp ngắt lời anh. Tôi đồng ý yêu cầu của anh, tối nay tôi cùng anh đi xem phim. Vương Hán lập tức cứng họng. Vợ à, sao em không đánh bài theo thói quen chứ? Chồng thật của em ở đây, em lại đi cặp kè với người ngoài. Nhớ rồi. Anh là chồng hợp đồng, loại không có tư cách, địa vị gì. Suýt chút nữa thì anh quên mất. Vương tiên sinh, tôi rất xin lỗi. Caron mỉm cười rạng rỡ. Vệ tiểu thư và tôi có việc cần bàn bạc, ngài xem. Vương Hán xua tay. Tạm biệt. Nói xong xoay người rời đi. Cái này... Caron sờ sờ mũi, có chút lúng túng nhìn xem vệ Uyển Nhi. Vệ Uyển Nhi nhìn theo lưng ảnh Vương Hán một chút, nhẹ giọng hừ một cái. Không cần phải để ý tới anh ta. Chúng ta tiếp tục nói chuyện đi. À, tốt. Caron lại ngồi vào trên ghế, tiếp tục đề tài vừa rồi. Những người bạn giàu có mà tôi biết, ánh mắt của bọn họ đều phi thường cao. Nhưng tôi để đến giao tiếp trực tiếp với bọn họ, và tôi chắc chắn họ sẽ sẵn lòng thuê vệ sĩ từ tập đoàn Thiên Vương. Vệ Uyển Nhi kiên nhẫn lắng nghe, nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ. Vương Hán gia hỏa này, không có chuyện gì, tự dưng chạy đến châu Phi. Yến Kinh bên kia không phải là đang có nữ nhân theo đuổi hay sao? Anh ta hẳn là nên phải hưởng thụ mới đúng à? Vương Hán rời khỏi quán cà phê, một giây đồng hồ đều không có chậm trễ, đi thẳng tới tập đoàn Tôn Thị Viễn Dương. Tập đoàn Tôn Thị Viễn Dương, đây là tên của các công ty mà Tôn Gia đầu tư vào Nam Phi. Tổng cộng có hơn 40 công ty con, kinh doanh chứng khoán tài chính và đầu tư hỗn hợp, đang phát triển rực rỡ. Vừa tới cổng công ty, lập tức bị hai tên gác cổng chặn lại, sắc mặt không tốt. Anh, tìm ai? Có thiệp mời hay không? Có hẹn trước gì hay không? Không có. Vương Hán thuận miệng nói một câu, trực tiếp lấy điện thoại ra, phát ra một tin nhắn. Ước chừng sau khoảng 3 phút. Vương Thiếu! Tôn Chính Đình mang theo 4 tên vệ sĩ, vô cùng lo lắng vọt ra. Từ xa xa nhìn thấy Vương Hán, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Ngài làm sao lại tới đây rồi? Sớm biết Vương Thiếu tới đây, tôi sẽ nhất định tự mình đi nghênh đón. Các cậu đang làm gì à? Lại dám ngăn đón Vương Thiếu? Không, là Vương tiên sinh. Vương Hán trực tiếp sảng khoái, lập tức thu xếp khách sạn đi. Tôi muốn ở sát vách phòng của Uyển Nhi, càng nhanh càng tốt. Vâng. Tôn Chính Đình liên tục gật đầu, lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đánh bạo hỏi. Vương tiên sinh, ngài là chồng của vệ tiểu thư, không cùng nàng ở cùng một phòng hay sao? Vương Hán đứng hình, đầu óc bị hồ đồ rồi à? Tại biệt thự Yến Kinh vệ gia, không phải là anh ở cùng một chỗ với Uyển Nhi hay sao? Mặc dù là lăn ra đất nằm nghỉ, dù sao cũng là ở cùng một cái phòng à? Tôi phải cần anh nhắc nhở sao? Vương Hán lạnh lùng hừ một tiếng. Tôi đổi chủ ý, lập tức an bài cho tôi. Tôi muốn về tới căn phòng của Uyển Nhi, lập tức. Tôn Chính Đình hiệu suất làm việc cực cao,
Sau 10 phút, Vương Hán bước vào khách sạn Lục Tinh, nơi Vệ Uyển Nhi đang ở. Tắm mát, thay bộ đồ ngủ ngắn tay khô ráo, nằm trên giường xem tivi, đợi Vệ Uyển Nhi trở về. 11:30 tối, cạch cạch cạch. Cửa bị đẩy ra, ngoài cửa vang lên giọng nói của Carol. Vệ tiểu thư, không mời tôi vào ngồi một chút hay sao? Xin lỗi, tôi rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi sớm. Sau khi Vệ Uyển Nhi từ chối nhã nhặn, cô đi vào phòng. Thứ liếc mắt liền nhìn thấy ở trên giường đang là Vương Hán. Xuống đi. Vệ Uyển Nhi thậm chí cũng không hỏi Vương Hán là thế nào đi được vào trong phòng, sắc mặt lạnh lẽo. Anh tới đây làm cái gì chứ? Phòng tập thể thao không mở cửa sao? Không phải là có nữ nhân đang theo đuổi anh hay sao? Còn không đi nhanh đi theo nàng à? Vương Hán lập tức lăn người xuống chân giường như một đứa trẻ mắc lỗi, cúi đầu đi đến trước người Vệ Uyển Nhi. Uyển Nhi, anh sai rồi. Anh không sai. Vệ Uyển Nhi rất bình tĩnh, chậm rãi lắc đầu. Chúng ta vốn chỉ là vợ chồng hợp đồng. Anh có tự do của anh, thích cô gái khác cũng không có gì sai. Nếu như anh muốn chấm dứt hợp đồng, tôi hiện tại lập tức đồng ý. Vương Hán lập tức lắc đầu liên tục, lại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Vệ tổng, Carol đối với em không có ý tốt đâu. May mắn bị anh phát hiện, em không thể lại tiếp xúc với anh ta. Anh sẽ ăn dấm à? Hả? Anh dấm sao? Vệ Uyển Nhi nhịn không được phịch phịch cười một tiếng. Chẳng qua chỉ là vợ chồng hợp đồng, anh dấm làm cái gì chứ? Đừng nói là anh thực sự yêu tôi đó nha. Tôi không cần anh quan tâm đến công việc của tôi. Anh vẫn là nên quan tâm tới chính mình đi thì tốt hơn. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là dâng lên một chút ngọt ngào. Nghĩ nghĩ, lại nhẹ giọng giải thích. Carol có năng lượng rất lớn, nhân mạch phi thường rộng. Anh có biết, tập đoàn Thiên Vương thành lập không lâu, cần cấp tốc mở ra cục diện. Tôi muốn thông qua Carol làm quen với một số người giàu có và các ông chủ lớn ở nhiều quốc gia khác nhau, thừa cơ khai triển công việc, giới thiệu họ với tập đoàn Thiên Vương chúng ta, quảng bá công ty An Bảo của chúng ta. Thật không? Vương Hán nhìn chằm chằm. Em cam đoan, em không thích Carol sao? Vệ Uyển Nhi tức giận nhìn anh một cái. Tôi có cần phải nói dối anh hay không? Nếu muốn có bạn trai, tôi sẽ thông báo cho anh trước. Sau khi chúng ta chấm dứt hợp đồng, tôi sẽ đi tìm bạn trai sau. Vương Hán triệt để yên tâm, cười hắc hắc nói. Uyển Nhi, tên kia đáng tin cậy hay không? Công việc triển khai thế nào rồi? Tên đó có phải là muốn lừa gạt em không? Lừa gạt sao? Vệ Uyển Nhi bị lời nói này làm cho buồn cười, trên mặt lộ ra một tia lo lắng, chậm rãi lắc đầu. Carol đích thật là rất chân thành hỗ trợ tôi. Có điều, tập đoàn Thiên Vương dù sao cũng là công ty mới, danh tiếng quá ít. Kinh doanh của An Bảo ở nước ngoài sớm đã bị rất nhiều công ty An Bảo lớn tranh giành độc quyền. Thủ hạ của bọn họ có rất nhiều lính đánh thuê, thậm chí còn có một số quân nhân xuất ngũ. Sức cạnh tranh rất mạnh. Tuy thực lực An Bảo rất đáng tin cậy, nhưng thực lực tổng thể tập đoàn chúng ta vẫn là phải kém hơn một chút. Vương Hán lập tức trừng to hai mắt. So với người khác kém hơn sao? Làm sao có thể chứ? Trần Phi Tinh, Trụ Tử, Bản Lam, Long Mập, Thuận Lưu, bọn họ đều là tinh anh trong tinh nhuệ, Bình Vương trong Bình Vương. Đi theo Vương Hán học tập cách chiến đấu, đánh bí mật, dịch dung. Mỗi một người đều là siêu cấp Bình Vương, thần kinh bắt chiến, có thể một mình đảm đương một phía. Trừ chín đại Bình Vương này, còn có những lính đặc chủng xuất ngũ lục tục ngo ngoe đến công ty Thiên Vương. Thực lực tổng thể không hề yếu hơn bất kỳ công ty bảo vệ nào trên thế giới. Làm sao có thể không so sánh được với những công ty An Bảo trẻ con đó chứ? Tại trước mặt tập đoàn Thiên Vương, cái gì đại gia An Bảo, cái gì tập đoàn An Bảo quốc tế đều là rác rưởi, là cặn bã. Nguyễn Nhi, anh lúc trước đi học cũng có từng tìm hiểu một chút về kinh tế. Anh giúp em phân tích một chút xem sao. Vương Hán cười hắc hắc. Có công ty nào cần bảo an hoặc là môi giới An Bảo hay không? Lấy ngựa chết chữa thành ngựa sống, đề nghị của anh nói không chừng đối với em còn hữu dụng nha. Vệ Uyển Nhi lập tức chân thành lắc đầu. Đây đều là những tư liệu nội bộ tập đoàn. Anh không phải nhân viên của tập đoàn, liền xem như chồng thực sự của tôi cũng không thể xem được. Huống chi anh chỉ là chồng hợp đồng. Nói xong, cởi giày rồi chui tọt vào trong chăn, đưa tay chỉ xuống dưới đất.
ngã ra đất nghỉ hoặc là ngủ trên ghế sofa. Chính anh tự chọn đi. À, Vương Hán thành thành thật thật lăn đùng ra đất nằm ngủ. Dù sao anh cũng quen rồi. Một đêm, dễ gì có chuyện xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Vệ Uyển Nhi tiếp tục ra ngoài xã giao, cùng Carol đi gặp mấy ông chủ của các công ty lớn, bận bịu chân không rời đất. Vương Hán thì là đợi ở trong phòng khách sạn, lấy điện thoại di động ra, cẩn thận kiểm tra danh sách liên lạc. Vương tử Charles Đức Quốc, gia tộc Phí Xà Nhĩ Mân Đệ của Mễ Quốc, gia tộc Emperor Nga. Đột nhiên, hai mắt sáng ngời. Alcassandro. Hai năm trước, trong một cuộc xung đột vũ trang ở nước ngoài, Vương Hán đã thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, giết hơn 70 quân nổi dậy có vũ trang, bằng chính sức mạnh của mình, và cứu hơn 130 con tin ở 20 quốc gia, bao gồm cả Alcassandro này, và hiện tại là đại sứ của Papua ở Nam Phi, và anh ta rất đàng hoàng. Alcass, Vương Hán gọi điện thoại cho Alcassandro, sử dụng một hơi tiếng Anh lưu loát. Hello, bằng hữu của tôi. Trong điện thoại, Alcassandro vô cùng kinh ngạc, khoa trương kêu lên. À, Vương, cậu làm sao lại chủ động liên hệ với tôi chứ? Thượng đế ơi, đây quả thực là tin tức vô cùng tốt. Tôi vẫn luôn muốn mời cậu đến làm khách. Tôi, yeah, rất nhiệt tình, vô cùng nhiệt tình. Tôi bề bộn nhiều việc. Vương Hán cười nhạt nói. Vợ tôi làm việc trong công ty An Bảo, Thiên Vương An Bảo, chịu trách nhiệm mở rộng kinh doanh, chức vụ là tổng giám đốc. Tất cả doanh nghiệp Papua của anh ở Nam Phi, kể cả đại sứ quán của anh, cần dịch vụ An Bảo tốt nhất. Tôi nghĩ anh có thể liên hệ với vợ tôi. À, Alcassandro hơi sững sờ, sau đó lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vương, tôi minh bạch ý tứ cậu rồi. Cậu khẳng định là đại boss phía sau màn của tập đoàn Thiên Vương An Bảo. Thượng đế ơi, thực lực của công ty này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vợ của cậu tên gì ạ? À, chờ một lát, tôi kiểm tra một chút. Là giám đốc tập đoàn Thiên Vương An Bảo, Vệ Uyển Nhi, Vệ tiểu thư. Hãy nhớ, khi tiếp xúc với nàng, anh không được nhắc đến tôi. Hãy để nàng tin tưởng, hết thảy đều là thành quả công việc của nàng mà có. Vương Hán cười ha hả một tiếng, cải trang để cua gái, hết thảy vì tình yêu, anh hiểu không? Alcassandro sững sờ một hồi thật lâu, liên tục khen ngợi. Ôi, lãng mạn quá, đây là tình yêu của người phương Đông, tôi không thể nào hiểu được. Chẳng qua, chuyện này không quan trọng. Vương, cậu cứ việc yên tâm, yêu cầu của cậu, tôi nhất định làm được, tôi có thể thề. Ok. Vương Hán nhếch miệng cười cười, cúp điện thoại. Alcassandro vẫn là rất đáng tin tưởng. Tin tưởng anh ta nhất định có thể đem chuyện này làm rất tốt. Hoạt động kinh doanh của tập đoàn Thiên Vương An Bảo chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới. Về phía công ty An Bảo mà Alcassandro đã liên hệ trước đây, xin lỗi, Vương Hán tôi đã ra tay, các người đành phải đứng sang một bên. Đây là cạnh tranh kinh doanh đơn giản nhất, bởi vì các người làm không được cho nên chỉ có thể bị đào thải mà thôi. Alcassandro hiệu suất làm việc phi thường kinh người. Cùng Vương Hán kết thúc trò chuyện, lập tức tra được điện thoại liên lạc của Vệ Uyển Nhi, cầm điện thoại cố định trên bàn lên, gọi. Giờ này khắc này, trong một nhà hàng ở trung tâm thành phố Johannesburg, Vệ Uyển Nhi và Carol vừa mới ngồi vào chỗ, chưa kịp cầm đũa lên, lông mày cô đột nhiên nhíu một cái. Trong túi, chuông điện thoại vang lên. Xin lỗi, tôi nhận cuộc điện thoại. Vệ Uyển Nhi cười xin lỗi với Carol, sau đó quay lưng trả lời cuộc gọi. Xin chào, Vệ tiểu thư tôn kính. Trong điện thoại, Alcassandro vẫn là ngữ khí khoa trương nói. Tôi là đại sứ Papua của Nam Phi. Cô có thể gọi tôi là Alcass. Tôi mới vừa biết đến Thiên Vương An Bảo. Tập đoàn đã đến làm việc tại Johannesburg. Đây là một tin tuyệt vời với tôi. Tôi có thể vinh dự được làm việc với vệ quản lý hay không? Tôi hy vọng vệ quản lý có thể chịu trách nhiệm cho An Bảo làm việc tại đại sứ quán và nhiều công ty khác của chúng tôi. Vệ Uyển Nhi sững sờ vài giây đồng hồ. Có vấn đề. Vì đại sứ Alcass này dòng nói chuyện quá mức khách khí, lại còn vệ tiểu thư tôn kính, quả thực là khách khí quá đáng à. Và dù Papua là một quốc gia nhỏ nhưng lại có nền kinh tế rất mạnh, thu nhập bình quân đầu người rất cao,
Công ty An Bảo đa quốc gia cố định cung cấp công tác an ninh cho bọn họ. Làm sao có thể đột nhiên thay người như vậy à? Vệ tiểu thư, cô có nghe thấy hay không? Không nghe thấy Vệ Uyển Nhi trả lời, An Cát Ran Rô lập tức trở nên lo lắng. Cô lo lắng về thù lao hay sao? Tôi có thể đảm bảo rằng mọi thứ đều đạt tiêu chuẩn cao nhất. Không, tiêu chuẩn cao gấp 2 lần. Papua của chúng tôi đối với công tác bảo an vô cùng coi trọng, không thể thiếu tiền. Vệ Uyển Nhi chớp mắt mấy cái, lại càng thêm bối rối. Tôi còn chưa kịp lên tiếng nào, vị đại sứ An Cát này làm sao liền tự mình đem tiền thù lao nâng lên chứ? Người này không biết làm ăn hay sao thế? Sao nói chuyện, có thể nói chuyện hợp tác với người ta như thế này à? 3 lần, không, 5 năm, gấp 5 lần. Tập đoàn Thiên Vương An Bảo xứng đáng với cái giá này. An Cát Sandro đã nhanh muốn bật khóc. Vệ tiểu thư, mời cô nói một câu có được hay không? Gấp 5 lần tiêu chuẩn cao nhất. Đây là giá tiền cao nhất trong vòng quyền hạn của tôi. Nếu muốn cao hơn, liền phải cần hướng về quốc vương thỉnh cầu. Rất phiền phức à. Vệ Uyển Nhi cũng không dám im lặng nữa, lập tức đồng ý. Được rồi, đại sứ An Cát, chúng ta sẽ bàn chi tiết hợp tác khi gặp mặt. Tôi bây giờ lập tức đi qua. Cảm ơn trời đất. An Cát Samro như trút được gánh nặng, lại khách sáo nói thêm vài câu, đem điện thoại cúp máy, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Vương, vệ tiểu thư thật là kiêu ngạo à, không hổ là vợ của cậu, phi thường có tính áp bách, thật đáng sợ à. Lúc này bên trong nhà hàng, Carol đang ngồi đối diện với Vệ Uyển Nhi, có chút nghi ngờ nhìn cô. Vệ tiểu thư, hình như vừa rồi tôi có nghe nói qua, cô là muốn rời đi sao? Đúng thế. Vệ Uyển Nhi gật đầu áy náy cười một tiếng. Thật xin lỗi, anh Carol, tôi không thể cùng anh ăn cơm. Cảm ơn sự tiếp đãi của anh, tôi đi nói công chuyện một tí. Nói xong mang theo túi đeo vai, mang theo Hàn Hiểu Tình cùng hai siêu cấp bình vương, tiến về chỗ đại sứ quán An Cát Sandro. Carol sững sờ cả nửa ngày, thất hồn lạc phách lắc đầu. Vệ tiểu thư, quả nhiên không phải nữ nhân bình thường, lấy mị lực của anh ta đều không thể chinh phục, cảm nhận được sâu sắc cảm giác bị thất bại, vô cùng thương tâm mà. Hết. Chiều Át sẽ cố gắng tranh thủ dịch thêm, nếu mà kịp thì tối nay sẽ lên nha.